Ở Ninh Thuận, bắt đầu từ tháng giêng hàng năm là bước vào mùa nắng hạn. Với ngành chăn nuôi thì đây là thời điểm khó khăn nhất bởi không có nước tưới cho các cánh đồng cỏ, nguồn thức ăn chính của dê cừu. Thế nhưng năm nay, tình hình đã khác. Năm nay thì cũng nhờ có tuyến mương TM12 ngoài này về thì bà con ở đây họ trồng lúa được, rồi có nước mương đây thì mình chạy lên để mình trồng cỏ. Có nước, song để tưới cho các cánh đồng cỏ là không dễ. Hơn nữa nguồn nước cũng chưa dồi dào. Chính vì thế, chế biến là cách dự trữ thức ăn tốt nhất cho cừu. Ngoài rơm rạ khô, mới đây, hình thức ủ chua được Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận phổ biến cho bà con. Đảm bảo dinh dưỡng, bởi vì trong đó nó có rị mật đường, rồi cám, rồi muối. Theo đề án phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả có giá trị kinh tế cao mà tỉnh Ninh Thuận vừa phê duyệt hơn 740 tỷ đồng, riêng quy mô đàn cừu sẽ đạt 150.000 con, góp phần đưa giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi đạt 2.900 tỷ đồng vào năm 2030. Tình hình biến đổi của khí hậu thì bắt buộc các nhà chăn nuôi thì nghĩ tới cái hướng nâng cao tỷ trọng chăn nuôi của nông hộ, thì trong một loạt các cái giải pháp, thì trong đó về cái con giống, rồi về cái giải quyết về cái thức ăn cho cái đàn gia súc. Không chỉ dự trữ cho cừu, hình thức ủ chua thức ăn mà Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận chuyển giao cho bà con có thể dùng cho bò, dê, thời gian dự trữ lên đến 6 tháng mà vẫn đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho gia súc. Sự chủ động nguồn nước tưới, chế biến và dự trữ nguồn thức ăn, thêm vào đó, giá dê cừu tăng sau Tết đang là động lực giúp người chăn nuôi Ninh Thuận chú trọng tăng đàn, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình.